Tử vi thứ 7 ngày 9 tháng 11 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ 7 ngày 9 tháng 11 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo bạch dương sẽ là một người rất nhiều tham vọng khả năng tùy cơ ứng biến của mình sẽ giúp cho chòm sao này sẽ luôn luôn đối mặt và giải quyết được với những vấn đề xảy ra bất ngờ rất nhiều người sẽ phải nể phục khả năng này của bạn sự nổi bật giúp cho cung hoàng đạo này sẽ nhận được sự chú ý của rất nhiều người tuy nhiên có vẻ như bạch dương đang đặt ra các yêu cầu quá cao do đó mà sẽ chưa ai lọt vào mắt xanh của chòm sao này về phương diện tài chính sẽ không có nhiều biến động trong ngày thứ bảy này. Cung hoàng đạo này sẽ có thể bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực đầu tư để phát triển sự nghiệp của bản thân xem sao. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 18 và 57. 2 cung kim nghiêu kim nghiêu quan tâm nhiều hơn đến cái đẹp tâm linh hội những bạn đang làm công việc liên quan đến nghệ thuật nhận được nhiều tin vui bất ngờ trong ngày những bạn làm công việc khác thì sự nghiệp êm đềm không có tin tức gì nổi bật có vẻ như bạn đang gửi yêu cầu đến vũ trụ để thực hiện giấc mơ thoát ế của mình người đang yêu có cảm giác mệt mỏi không muốn kết hôn bạn thấy tinh thần mình không được ổn thư giãn nghe nhạc gần gũi với thiên nhiên hoặc nghỉ ngơi có thể giải quyết vấn đề này con số may mắn của kim ngưu ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 86 và 07 3 cung song tử song tử luôn được biết đến với sự nhanh nhẹn, và điều này thể hiện rõ ràng hơn vào ngày thứ bảy, cách bạn giải quyết vấn đề sáng tạo khiến mọi người phải kính phục. Trong ngày đó, có cơ hội thăng tiến đang chờ đợi bạn, song tử có khả năng thu hút sự chú ý của đám đông, ở bất kỳ đâu bạn xuất hiện. Tuy nhiên, hãy cẩn thận và đừng để bản thân trở nên không trung thủy chỉ vì điều này khoản tiền thưởng sẽ giúp bạn có một số tiền dư giả. Có thể bạn sẽ tự thưởng cho mình một món quà để nâng cao tinh thần. Con số may mắn của Song Tử ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 15 và 81. 4 cung cự giải xem tử vi miễn phí cự giải luôn cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người do đó cung hoàng đạo này sẽ được nhiều người yêu mến và giúp đỡ khi mà bản thân gặp phải khó khăn cung hoàng đạo này hãy nên cẩn thận hơn trong việc kết giao với người khác bởi rất có thể họ sẽ lợi dụng mối quan hệ này để lừa gạt bạn về phương diện tình cảm lời khuyên cho bạn là trước khi quyết định đồng ý đến với một người nào đó. Cự dài hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh những cảm xúc, cung hoàng đạo này cũng cần cân nhắc theo cả lý trí. Tình hình tài chính của bạn sẽ có dấu hiệu đi xuống trong ngày thứ bảy này. Trong sau này có lẽ không nên chi tiêu cho những vấn đề không thật sự cần thiết. Vì rồi sau đó bạn sẽ cảm thấy rất lãng phí và hối hận vì đã mua chúng con số may mắn của cự giải ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 38 và 17. Nam, cung sư tử sư tử có nhận thức mạnh mẽ hơn với những việc mình làm, không hấp tấp trong ăn nói. Khá tốt cho việc thiết lập thói quen làm việc mới, đặc biệt là với những bạn đang thử việc. Bạn được giao phó nhiều công việc quan trọng do cấp trên thấy bạn là người năng nổ, nhiệt huyết, đáng tin cậy. Các vấn đề về tình cảm có thể không được suôn sẻ cho lắm. Có thể có một số cảm giác cô đơn hoặc khắc nghiệt. Tốt hơn hết là cuối ngày nên về ăn cơm cùng gia đình thay vì mải mê la cà phố xá với ai đó. Da của sư tử dễ bị khô do thời tiết thay đổi đột ngột lúc nóng lúc lạnh, bạn cần uống nhiều nước hơn và chăm sóc da trước khi đi ngủ. Con số may mắn của sư tử ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 12 và 50. Sáu, cung xử nữ xử nữ bỗng trở nên cứng đầu đến là Bạn cho rằng mình hiểu thấu mọi việc nên chẳng muốn nghe theo lời của bất cứ ai bạn cần cẩn thận hơn trong việc đưa ra các quyết định xử nữ nên đánh giá cẩn thận mọi yếu tố hơn là làm việc theo cảm xúc của mình sự ngẫu hứng có thể khiến bạn vướng vào rắc rối xử nữ đang cảm thấy dạo gần đây có vẻ như người ấy không thật sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm hãy tìm hiểu mọi việc thật chính xác chứ đừng chỉ dựa theo những phán đoán mơ hồ Sử nữ nên hạn chế việc chi tiêu của mình. Đừng phung phí cho những món đồ không cần thiết. Sắp tới, bạn vẫn còn phải mua sắm thêm khá nhiều thứ. Con số may mắn của Sử nữ ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 37 và 15. 7, cung Thiên Bình Thiên Bình khá khó hiểu vào hôm nay lý trí và cảm xúc của chòm sao này sẽ thường xuyên mâu thuẫn khiến cho cách hành xử của cung hoàng đạo này sẽ cũng thay đổi thất thường bạn là người rất thông minh tuy nhiên như vậy không có nghĩa là bạn có tư cách hay cái quyền để đi đánh giá hoặc là phán xét người khác cung hoàng đạo này là người sẽ rất dễ kích động chỉ bởi vì một lời nói hay một hành động của nửa kia thế nhưng Thiên Bình cần nói cho đối phương biết cảm xúc của bản thân đang là gì chứ không nên đè nén sự giận dỗi mãi trong lòng một mình như thế. Có lẽ Thiên Bình sẽ cần phải học cách chi tiêu quá trớn của bản thân, nếu không thì chòm sau này sẽ nhanh chóng cháy túi. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 63 và 71. 8. Cùng bọ cạp bọ cạp nên cẩn thận lời nói. Các cuộc họp, thảo luận, làm bài tập nhóm trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Bạn có đầy những ý tưởng trong đầu muốn thực hiện. Nhiệt huyết với công việc khá lớn. Tình duyên của bạn đang trên đà thuận lợi. Nhân duyên tốt đẹp. Cần tranh thủ cơ hội đừng trần trừ thêm nữa kẻo lại mất mất mối tốt. Nếu thời gian tới đây về ra mắt gia đình thì nhớ cải thiện kỹ năng ăn nói của mình nhé. Gần đây, nhiệt độ ngày và đêm khá thất thường. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn có thể mắc nhiều bệnh nếu không biết cách chăm sóc tốt cho sức khỏe. Con số may mắn của bạo cạp ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 06 và 43. 9. Cung nhân mã nhân mã không ưa làm những công việc đòi hỏi sức lực nhiều và mong muốn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Tuy nhiên, để thành công trong công việc được giao, nhân mã cần tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc mà không phải dựa dẫm vào người khác. Tinh thần tích cực và sự cam kết đối với công việc là điều quan trọng. Hãy tránh những suy nghĩ ghen tuông mù quáng khi thấy người khác nói chuyện với người khác. Thay vào đó, hãy tin tưởng vào đối tác của mình hơn. Một cách mới để kiếm tiền có thể giúp nhân mã có một khoản tiền dư giả hơn và tiền này có thể được đầu tư vào những lĩnh vực khác để tạo thêm nguồn thu nhập. Con số may mắn của nhân mã ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 26 và 18. 10. Cung Ma Kết Tử Vi hàng ngày 12 cung Hoàng đạo Ma Kết sẽ có những suy nghĩ có phần hơi thực tế về cuộc sống. Cung Hoàng đạo này đang cố gắng hết sức để đạt được điều mà bản thân mong muốn. Chưa không có ý định dựa dẫm vào ai, Ma Kết rất coi trọng sự nghiệp của bản thân, do đó bạn sẽ tập trung toàn bộ thể lực và trí lực vào công việc của mình. Có lẽ việc bạn đang quá tập trung cho sự nghiệp sẽ khiến cho bản thân không còn thời gian mà nghĩ đến vấn đề yêu đương. Cung hoàng đạo này sẽ vẫn duy trì tình trạng độc thân. Nếu như bạn làm việc chăm chỉ thì chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được khoản tiền lương xứng đáng với công sức lao động mà bạn đã bỏ ra. Hãy dùng khoản tiền ấy một cách xứng đáng. Con số may mắn của ma kết ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 10 và 12. Mười một, cung Bảo Bình Bảo Bình có một ngày tràn đầy hứng khởi và may mắn, tinh thần vui vẻ xuất hiện từ sáng sớm. Xin chúc mừng vì hôm nay bạn khá suôn sẻ, làm việc gì cũng thuận lợi, công sức, cố gắng bấy lâu nay cuối cùng cũng được ghi nhận. Đồng nghiệp ra tay giúp đỡ liên tục. Nhân duyên lên hương, dễ gặp được người thương ở những địa chỉ quen thuộc bạn hay lui tới. Tuy nhiên, người có đôi đừng phấn khích quá rồi bộc lộ tình cảm quá nhiều, đối phương sẽ sợ bạn. Nếu muốn có giấc ngủ sâu và ngon hơn vào ban đêm, hãy tắt hết đèn và các thiết bị điện tử. Ngủ trước 11 giờ tối. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 73 và 19. 12, cung Song Ngư song ngư sẵn sàng là người ở bên lắng nghe và thấu hiểu trong ngày thứ bảy này. Bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp chính nhờ vậy mà dù có gặp phải rắc rối gì xung quanh bạn cũng không thiếu người chủ động giúp đỡ song ngư chấp nhận những cảm xúc thất thường của người ấy bởi bạn biết ai mà chẳng có một số ngày khó chịu sự bao dung của bạn khiến người ấy vô cùng cảm động tình hình tài chính của chòm sao này không được tươi sáng cho lắm vì vậy bạn cần phải chú ý hạn chế chi tiêu thôi nếu không đừng hỏi vì sao tiền không cánh mà bay. Con số may mắn của Song Ngư ngày 9 tháng 11 năm 2024 là 65 và 31.